Thân chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Cây Xanh Ngọc Trang. Mình tin chắc rằng một ai trong số các bạn cũng đều gặp phải vấn đề cây bị vàng lá, héo úa, còi cọc, chậm phát triển và có hoa, có quả thì không được chất lượng như khi mua ở trong vườn ươm. Vậy tại sao lại dẫn đến tình trạng như vậy? Đây là vấn đề mà rất nhiều gia đình đang gặp phải. Vậy thì làm cách nào để chăm bón cho cây đúng và làm cách nào để cho cây phát triển luôn xanh và tốt quanh năm? Hôm nay Cây Xanh Ngọc Trang sẽ hướng dẫn tới các bạn về cách chăm sóc, bón phân và tưới tiêu cho cây bóng mát nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu! Cây xanh được ví như lá phổi của trái đất. Để có vườn cây luôn xanh đẹp, rất cần chúng ta chăm chút tỉ mỉ, giống như chăm sóc cơ thể của chúng ta vậy. Chúng ta cần phải hiểu về đặc tính của cây, như cây thích nắng hay ưa râm, cây nhiều nước hay ít nước, cây hay rụng lá vào mùa nào, cây cho hoa, cho quả vào mùa nào, cây được sinh ra từ vùng nào, cây ưa đất trồng loại nào, vân vân. Khá nhiều điều cần biết đúng không các bạn? Tuy nhiên, các bạn đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chia sẻ để các bạn có thể hiểu biết hết những điều đó. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên Google. Và các bạn cũng có thể tham khảo, hỏi các cửa hàng bán hoa cây cảnh hay các đơn vị chuyên thi công trồng cây. Và còn một cách nữa, các bạn cũng có thể hỏi các kỹ sư về cây trồng, họ là những người có kiến thức thực tế nhiều về cây, họ sẽ giúp các bạn giải quyết hết những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Hôm nay Cây Xanh Ngọc Trang chúng tôi sẽ chia sẻ về cách chăm sóc và bón phân cho cây bóng mát nói chung nhé. Đối với cây còn nhỏ ở trong vườn ươm, thì bạn cần cắt bớt lá, cắt gọn rễ nếu rễ đâm xuyên qua bầu. Khi trồng cây cần đào hố to và rộng hơn bầu cũ của cây. Khi trồng nên bón lót bằng phân hữu cơ đã ủ trộn theo công thức và trộn cùng đất để rễ cây bám hút chất dinh dưỡng và lưu ý không đặt bầu cây trực tiếp vào phân mà cần rải một lớp đất mỏng. Cây sau khi trồng từ 30 đến 50 ngày cần bổ sung dinh dưỡng bằng phân tưới hay là bón cho cây. Nên dùng phân hữu cơ, humic đậm đặc để đảm bảo an toàn cho cây trồng. Và các bạn cần bón phân lặp lại sau 40 đến 60 ngày thì bón một lần để bổ sung đủ dinh dưỡng cho cây và cho cây phát triển tốt. Còn đối với cây khi bứng chuyển đến vị trí trồng mới, cây mới lớn bứng chuyển đến vị trí trồng mới, bạn cần cắt gọn cành lá để tránh bị thoát nước. Cần đào hố rộng và có một lớp đất nhỏ lấp quanh gốc để cây dễ dàng hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Đối với cây mới bứng chuyển nếu là cây lớn thì cần phải lấy lưới hay bao tải quấn quanh thân cây và cành cây để tránh mất nước và nắng làm giám vỏ cây. Bạn cần tưới thuốc kích rễ cho cây liên tục từ 30 đến 60 ngày cho đến khi rễ và cành phát triển ổn định. Sau 50 đến 60 ngày, bạn cần bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng phân hữu cơ nên dùng humic đậm đặc theo tỷ lệ hướng dẫn. Bón phân lặp lại sau 40 đến 60 ngày, bạn nên bón một lần để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, cây sẽ phát triển tốt hơn. Với trường hợp cây đã ổn định, kể cả cây trồng còn nhỏ hay cây vừa mới bứng chuyển, thì với cây đã ổn định, các bạn chỉ cần lưu ý các bước sau đây. Bước 1. Kiểm tra sâu bệnh. Thường xuyên kiểm tra vỏ thân, gốc cây, vì cây lớn hay bị sâu đục thân, ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Khi phát hiện sâu đục thân, cần bắt sâu ngay. Cây bị vàng lá, héo úa, cần kiểm tra nguồn nước cung cấp đã đủ hay chưa, thiếu hay thừa, cây có bị dẹp không, có bị sâu đục thân không, vân vân. Và bạn xử lý ngay để đảm bảo cây luôn phát triển tốt nhé. Bước 2. Thường xuyên cắt tỉa tán ráng cho cây để gọn gàng và ghim gốc cây chắc chắn để mưa bão không làm gãy đổ cây. Bước 3. Chọn phân bón cho cây. Khi bón phân, bạn nên dùng phân bón hữu cơ để đảm bảo an toàn cho cây. Nếu bạn dùng phân hóa học thì nên kết hợp bón cùng với humic đậm đặc để đất luôn được cải tạo tốt. Bước 4. Chọn vị trí bón phân cho cây bóng mát. Với các cây còn nhỏ, bạn nên bón phân cách gốc khoảng 20-30cm. Với các cây lớn, bạn cần nhìn theo tán cây vào buổi trưa khi cây đứng bóng. Bóng của cây tới đâu, bạn bón phân tới vị trí đó. Vì nơi đó có nhiều rễ con phát triển nhất và khi bón phân, cây sẽ hấp thụ được ngay. Bước 5. Bón phân lặp lại. Sau 40-60 ngày,
bạn nên bón một lần, phân lặp lại để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt hơn. Chỉ cần các bạn lưu ý và thực hiện chăm cây theo định kỳ các bước trên thì cây sẽ luôn xanh tốt để không phụ lòng chăm sóc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Cây Xanh Ngọc Trang. Nếu các bạn thấy những chia sẻ này hay thì hãy để lại cho chúng tôi xin một like, một share và một đăng ký kênh để Cây Xanh Ngọc Trang được ngày một phát triển hơn nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.